Đây là thực phẩm chống dịch mùa Covid năm 2021 đây các bạn ơi. Lạc Giang làm muối để ăn cơm đây. Ngon rẻ bổ mà không sợ béo nhá các bạn nhá. Cái cơm muối lạc, muối vừng này có thể là ăn quanh năm được. Đấy, mùa dịch này các bạn nhé, mua lạc cả vỏ này, lạc khô nhé. Đấy, lạc này, loại lạc này là lạc nhỏ. Đấy, về xong bóc ra, bóc ra lấy hạt để rang làm muối vừng ăn cơm nhá. Ngày xưa nhớ bây giờ là tầm tháng 7 âm lịch. Ngày xưa nhớ là tháng này thường hay mưa ngâu. Lạc thu hoạch từ tháng 5 là tầm này là lạc cắt thì đem bán, còn lạc lép thì bỏ ra bắt đầu ngồi mưa dầm không đi làm được, ở nhà bóc lạc để làm muối vừng ăn cơm. Đấy, hôm nay mình chia sẻ mọi người cái video mua lạc nguyên cả củ nhá, nguyên cả vỏ, củ lạc cả vỏ về bóc và giã muối vừng. Tại sao phải mua lạc cả vỏ này? Mua lạc cả vỏ này thứ nhất là để chi phí nó rẻ, giá rẻ, đỡ tốn tiền. Thế các bạn ra quán các bạn mua sẵn cái lạc người ta đã bóc vỏ rồi thì tất nhiên là giá nó sẽ cao hơn. Thế đây mình cứ mua cả một bao to lạc cả vỏ này về xong rồi ăn dần để được lâu, mỗi lần ăn thì lại mất công bóc. Đó, ta bóc vỏ lạc đấy, bóc xong mình bắt đầu cho vào rang, rang xong bắt đầu mình giã muối, muối lạc ăn cực ngon luôn. Đấy, xong một hồi bóc lạc các bạn nhé, xong một hồi bóc lạc thì đây được nhân lạc này. Nhân lạc rất là ngon luôn nhá. Đấy, không có một hạt lép nào. Mua được cái lạc này chuẩn đấy. Còn đây là vỏ này. Vỏ sau khi bóc vỏ này mình để sau này mình đập dập để cho vào chậu cây làm mùn phân bón cây cảnh. Đấy. Giờ tiến hành cho lên rang nhá. Cái vỏ này ấy bỏ cái bụi mấy cái viên bé. Rồi. Đây, cho vào xanh. Đầu tiên mình cho vào chảo nhá, xong rồi cho ít muối trắng vào các bạn nhá. Nhớ cho muối hạt trắng. Để làm sao để muối hạt này nó không bị cháy lạc mà nó làm đỏ cái hạt lạc rất là đẹp. Đấy. Đến bây giờ tiến hành là rang lạc để giã muối nhá. Mình rang ở trên bếp từ thế cho nên là nó cũng sẽ khác ở cái bếp củi. Thế nhưng mà cơ bản thì cái lúc đầu này để cho nó nóng xanh chảo rang này thì mình để điện ở mức số to nhé, công suất ở mức số to để cho nó nóng và nó nóng muối. Đến khi mà nó nóng rồi ấy, thì mình cho lạc vào ấy, thì mình sẽ giảm cái nhiệt độ đi. Để nó nhiệt độ vừa phải thôi thì rang nó sẽ được chín, hạt lạc nó sẽ ngon, thơm ngon, giòn. Đấy, bây giờ mình cho lạc vào. Đấy, đấy, cho lạc vào để rang. Đảo nhẹ đều tay các bạn nhé. Nhiều bạn rang lạc là hay bị cháy, mà ở ngoài thì cháy nhưng trong vẫn chưa chín. Bản thân là tại vì là không đều tay, không đảo không đều tay cho nên là à, đây có một hạt mọc mầm bị hỏng này, người ta bỏ nó đi. Đấy, bây giờ ta cho lạc vào rồi thì bắt đầu giảm nhiệt độ, giảm điện nhá. Đấy, để
khoảng nấc 4 thôi, đun ở nấc 4 thôi. Nó nóng nóng. Nếu mà mình để nóng quá thì mình phải đảo liên tục. Còn nếu mình để nấc thấp thấp này thì mình sẽ vừa đảo vừa nghỉ được. Khả năng cái chảo này bé mà rang số lượng như này là hơi nhiều. Nhưng không sao, một lúc nữa nó nóng đều hết lên là nó sẽ chín hết. Cái cách để mình rang lạc nó chín mà thơm ngon nhá, vàng màu đỏ xong màu đỏ đẹp mà hạt lạc rất là giòn thơm, đó là mình rang ở cái bếp từ này thì mình rang nhỏ lửa, xong đấy mình sẽ tiến hành để đậy vung các bạn ạ. Vì cái này lạc nó rất là nhiều nên mình sẽ đậy vung để cho nó giữ nhiệt, nó sẽ chín đều hết. Đấy, đậy vung một lúc xong là sẽ đảo, cứ đậy vung để một lúc vì lửa nhỏ cho nên để lửa nhỏ cho nên các bạn không sợ cháy nhé. Đấy, để số 4 thôi chứ nếu mà để lửa to là nó cháy ngay. Mình để lửa nhỏ xong rồi mình úp vung này một lúc đấy nhá, chúng ta đậy vung một lúc rồi bây giờ chúng ta đấy lại mở ra xem này, cái vung này nó hấp hết hơi nước, chính cái hơi nước này nó làm sẽ lạc nó khô. Đấy, mình sẽ mở vung ra, mình sẽ đảo một tí xong mình lại đậy vào. Cách rang này sẽ rất là nhanh mà lại hạt lạc nó chín đều luôn. Các bạn lưu ý là lúc cái hạt lạc nó chín rồi thì chúng ta không làm thế, không đậy vung nữa nhé, mà mở ra để đảo đều tay luôn, không khỏi lúc đấy chúng ta quên là nó sẽ bị cháy đấy. Đấy, mình để như thế và hạt lạc vẫn rất là đẹp, vẫn chưa bị cháy một tí nào nhé. Nhưng mà khả năng là cách rang lạc mà đậy vung này chắc là chỉ phù hợp với cả rang bằng bếp điện, bếp từ thôi, bởi vì chúng ta điều khiển được cái lượng nhiệt. Còn nếu mà rang bằng bếp củi, bếp than thì nó cháy nỏ lắm, lửa nó nỏ nên hầu như là nó phải đảo liên tục, nếu không đảo liên tục nó sẽ cháy lạc ngay. Đấy, hạt lạc các bạn nhìn thấy màu đẹp chưa? Đấy. Bây giờ mình lại tiếp tục mình đậy vào thêm vài lần nữa nó sẽ chín ngon. Đấy, khi chúng ta đậy vung này nhá, cái nước ở viên lạc ấy, nó sẽ bốc, tức là cái độ ẩm của hạt lạc ấy, nó sẽ bốc hơi hết lên vung nồi này. Đấy thì làm cho cái viên lạc nó sẽ khô, rút sạch nước này, nó khô, lúc đấy nó mới giòn và thơm. Đấy, các bạn nghe thấy nó nổ lách tách chưa? Viên lạc nổ lách tách này, tức là lạc đã có hiện tượng chín nhá. Đấy. Thơm chưa? Đó. Các bạn nhớ là cũng đừng quên lâu quá nhá. Mỗi lần đậy vung này đấy, nổ. Mỗi lần này đậy vung này chỉ khoảng trong vòng độ khoảng 1 phút thôi. Để lâu quá là nó cháy này lại mất luôn cả mẻ lạc ngon. Thế còn ai có sức thì cứ đứng đảo. Đứng đảo thì hơi mệt. Đứng đảo suốt thì hơi mệt nên là mà nó cũng lâu chín. Tốt nhất là cứ vừa đậy vung vừa đảo, thế là nó sẽ chín đều. Đấy. Các bạn nhìn thấy hạt lạc nó đỏ chưa? Hạt lạc đỏ đẹp rồi đấy. Nổ lách tách nhỉ. Bây giờ mình lại tiếp tục đậy vung. Đấy, sau 15 phút mình rang theo cái kiểu là vừa đậy vung vừa rang nhá. Bây giờ mình tiến hành bỏ vung ra, mở vung ra. Rồi bây giờ mình bỏ vung được rồi. Bỏ vung rồi các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy hạt lạc bắt đầu đẹp rồi. Đấy, hạt lạc bắt đầu chín rồi. Nó có màu đỏ đỏ, màu đỏ và hơi thâm thâm rồi. Thấy chưa? Đấy, các bạn nhìn hạt lạc đẹp chưa? Thời gian mình vừa rồi mình rang chỗ số lạc này nó khoảng hơn 15 phút rồi. Thế bây giờ thôi mình không đậy vung nữa nhá, mà mình để mình đứng mình rang đều tay. Rang đều tay cho nó chín thì thôi.
Tróc hết vỏ rồi các bạn này. Tróc vỏ. Khi nào cái hạt lạc mà mình vê được ấy, lấy tay mình vê được cái lớp vỏ bên ngoài nó sáng, ui nóng quá. Đây nó như này và chín rồi. Vê được và ăn thử mà ở trong nó thơm. Nó giòn thơm nhá. Nhiều bạn rang lạc là không biết rang để to lửa quá là cái bề mặt ở ngoài nó cháy, vỏ nó cháy chín nhưng mà ở trong thì lại vẫn chưa chín. Nên là ăn sống thì cực kỳ khó ăn luôn. Cái nữa là rang nhiều như thế này này, rang nhiều này thì cái những cái hạt lạc ở dưới nó sẽ tiếp xúc với cái bề mặt của chảo thì nó sẽ chín tốt hơn là cái những cái hạt ở trên. Chính vì thế cho nên mình phải đậy vung. Khi mình đậy vung thì nó sẽ chín đều. Đấy, khi nào lúc nào mà mình tắt bếp thì mình sẽ lại đậy vung một lần nữa. Tắt bếp mình đậy vung một lần nữa để cho nó giòn thơm. Đấy, cái vung lúc nãy lúc đầu thì mình úp đậy vung thì nó còn có hơi nước bốc lên, về càng về sau này nó khô hết thì cái vung của mình trong vắt luôn, không có nước, không có hơi nước bốc lên ở trên nữa. Đấy các bạn nhìn thấy hạt lạc đẹp chưa? Hạt lạc quá đẹp luôn. Bởi vì cái hạt lạc này nó rất là to, nếu chúng ta mà cho nỏ lửa ép nó chín nhanh là cũng không được. Em mới chín anh sẽ mất ngon. Đấy, mình sẽ giảm một nấc bếp nữa bởi vì đến cái giai đoạn chín rồi, nếu không là lửa nhỏ quá là nó sẽ hỏng hết lạc. Đấy, bây giờ chịu khó đứng đảo một tí, nóng lắm, bọc tay luôn. Đấy, thì cho nó nguội nguội tí, để ra đây cho nó nguội tí, bỏng lắm. Xem nào. Đấy, ui sợ bỏng, bỏng tay quá. Vê vỏ ấy, thấy không? Đấy, vê vỏ được rồi này. Đấy, ui nóng quá, nóng kinh khủng luôn. Thường là rang lạc xong là các bạn đổ ra tờ báo hoặc là vào cái khăn cái rẻ các bạn gói lại, gói lại để cho nó giữ nhiệt và nó giòn thơm. Nếu mà chưa chín mấy thì còn có thể để luôn trên xanh không đậy vung, bởi vì cái xanh này nó vẫn còn nhiệt mà nên nó sẽ nóng. Bạn ơi, thế là mình đã rang chín xanh lạc nhá. Đấy, mình sẽ tiến hành bắc rang. Đấy, bạn nào mà thích làm theo cái cách của mình để có một xanh lạc rang thơm mà không bị cháy, mà chín từ bên trong ra đến bên ngoài, hạt lạc nó giòn rụm luôn, thì làm theo cái cách của mình ấy. Đấy nhá, lạc chín rồi nhá. Đây, hạt lạc này về. Đấy, vỏ, thấy chưa? Chóc hết vỏ luôn. Đấy, cho các bạn xem này. Đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ mình bắt xuống thì mình sẽ lại tiếp tục để đậy vung kín để cho nó giữ nhiệt, giữ nhiệt để cho hạt lạc nó thơm. Còn tí nữa mình sẽ tiến hành là làm muối vơi lạc, muối vừng để ăn cơm chống dịch. Bây giờ mình tiến hành mình đậy vung là và tắt bếp nhá. Đấy, tắt bếp và mình sẽ cho ra. Cho ra để ủ ở đây. Đây. Chín ngon rồi, thơm quá. Hạt lạc thơm phức các bạn.
Đấy, đây là cảm quan nhìn bằng mắt thường cái xanh lạc mình sau khi mình rang chín nhé các bạn nhé. Đấy, cái vỏ bạn thấy chưa này, cái vỏ đấy tuột hết luôn đấy, các bạn thấy chưa, nhìn ở bên trong nhé, bên trong cái hạt lạc này nó cũng chín hết luôn, thơm giòn rụn luôn, cho mồm cái cắn sụt phát ngon cực, thơm lắm đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, sau khi rang chín này, hạt lạc đỏ đẹp chưa? Không cháy một tí nào nhá. Đấy, mà thơm. Thơm phức luôn. Mình thích ăn lạc mà rang thủ công này hơn, ngon hơn là để vào trong bếp nướng hay lò sấy. Ăn hạt lạc nó không có vị gì cả, nhưng mà rang này ăn hạt lạc rất là thơm, béo ngậy. Đấy, thử một hạt này. Thử một hạt các bạn xem. Quá thơm luôn, ngon luôn. Các bạn xem kênh nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Chúc các bạn sức khỏe vạn sự như ý. Mình xin dừng video ở đây. Đấy nhá, lạc sau khi mình để nguội nhá. Để nguội này, đấy, đủ rồi. Sau khi rang xong bỏ ra để nguội, bây giờ mình vê vào cái vỏ, cái lớp vỏ mỏng ở ngoài này nhá. Đây này, thơm lắm các bạn. Giòn thơm. Vê vào lớp vỏ mỏng ngoài đi để giã muối lạc. Đấy. Cho vào cái rổ để vê cho nó tiện. Thơm lắm rồi. Thường muối lạc này mà có một tí vừng lẫn vào, rang lẫn muối vào, ngon tuyệt vời luôn. Thơm, vừng là thơm. Thế là mình không có vừng nên thì chỉ cho lạc thôi. Lạc rang chín này các bạn nhìn này, rang rất là chín luôn nhá, chín cả ở trong, thơm lắm. Đấy, chúng ta tiến hành xay sẩy vào lớp vỏ nhá. Nó vừa sảy chúng ta vừa thổi đi, thổi thổi nó bay. Bay bớt cái vỏ này. Cái này nhà ở phố họ làm không khéo là nó bay hết cả nhà. Đấy, sau khi sảy xong là tiếp tục nhé. Tiếp tục phê tiếp cho hết cái lớp vỏ đi. Thơm lắm này. Ăn thử. Quá thơm luôn. Đấy, sau khi ấy sạch rồi nhé các bạn nhé. Đấy, còn đi vào. Đấy, còn toàn muối. Ngon chưa? Đấy, chúng ta bắt đầu chuẩn bị cối để giã nhá. Đấy, là ngon chưa? Ủa, cho vào giã tất à? Đấy, bắt đầu giã nhá. Chúng ta không cần giã nhỏ quá đâu, giã nhỏ quá ngon, giá vỡ vỡ vừa vừa thôi. Đấy, khi bắt đầu giá nhộm nhoạm này rồi thơm nừng luôn các bạn ạ.
Đấy, bắt đầu cho muối bột canh vào nhá. Muối bột canh vào giã cùng luôn. Ngày xưa ở nhà mà giã muối lạc, muối vừng là hay rang muối. Muối tinh to, hạt to, xong rồi rang. Đấy, cho thêm ít mì chính. Xong rồi giã nhỏ muối, giã nhỏ lạc. Bắt đầu cho vào trộn cùng giã cùng nhau. Nừng luôn, thơm nhức mũi luôn các bạn. Ăn tốn cơm lắm. Đấy chưa? Đấy là cách ở nhà tự làm muối lạc để ăn, muối vừng để ăn nhé các bạn nhé. Muối vừng thì cũng làm như thế này thôi. Còn đây là làm muối lạc ăn với cơm. Mình chỉ cần cơm với cả tí muối lạc này với cả nước sôi để nguội, thế là ăn xong bữa cơm đấy, rất đơn giản luôn, không có gì phải cầu kỳ cả. Đấy các bạn thấy chưa, giã được như thế này là nó vừa có hạt to và vừa có hạt nhỏ nhá, cho nên là rất là thơm luôn, rất là thơm, nó ăn cực thích luôn. Chứ nhiều nơi hiện tại là có khi là làm là cho vào máy xay sinh tố xay, thế là nó lổm nhà lổm nhổn mà nó không thơm. Thấy chưa, mùi thơm quá, very very ngon luôn. Đấy, một cách rất đơn giản ở nhà, bóc lạc xong rang lạc, giã muối lạc để ăn cơm những ngày chống dịch. Thế là chúng ta chỉ cần có bao gạo nữa thôi là có thể là tồn tại được một tuần no bụng, không lo bị đói. Ăn nhiều mì tôm cũng không tốt các bạn. Những cơm muối vừng thì vừa giảm cân mà vừa đủ chất, dễ ăn nữa. Đấy nhá, xong khi giã này các bạn này. Đấy, thế này là tương đối xong rồi. Có cả miếng hạt nhỏ và miếng to to này. Cái này để ăn cơm, để khi ăn gặp những cái miếng này thì nó sẽ rất là bùi thơm. Đấy, nêm nếm vừa ăn rồi. Muối bột canh với một ít mì chính. Thế là quá tuyệt vời rồi. Thôi bây giờ bỏ ra ăn cơm thôi. Đây nha các bạn nhá. Sau khi bóc lạc, rang lạc và giã muối vừng thì bây giờ mình cho được cho vào một cái lọ này đây. Lọ muối lạc, quên muối vừng. Đấy, lọ muối lạc này để ăn cơm này. Bây giờ mình sẽ thử ăn cơm với cả lạc với cả nước rau muống luộc nhá. Đấy. Đấy nhá. Cơm canh muối lạc nha các bạn nhá. Đấy. Muối lạc này mà ăn với nước luộc rau muống thì tuyệt vời luôn. Đây, nước luộc rau muống. Quá ngon luôn. Úi xưa. Ôi, tuyệt vời cả nhà. Thử xem nào. Ngon quá. Thơm, lạc thơm.